chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một món ăn có nguyên liệu chính từ củ sen. Ủa sao lại biết liền là củ sen vậy ta? Thì tại trên bảng có củ sen nè cô. Dạ đúng là cô làm lộ rồi ha. Biết vậy á, lần sau cô để nhiều thật là nhiều hành lá. Thử coi Minh Châu có đoán được là món gì hay không. Dạ thì nói đùa một chút với Minh Châu vậy thôi. Kỳ này thì là cô sẽ giới thiệu với khán giả một món ăn từ củ sen theo một yêu cầu của một khán giả gửi về cho chương trình. Bây giờ chúng ta cùng nghe cái yêu cầu của vị khán giả nó là như thế nào nha. Dạ. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Bữa trước tôi đã xem chương trình hướng dẫn chế biến món sườn kho củ sen. Tôi đã làm đúng theo công thức và thấy món này rất ngon. Củ sen thì giòn, ngọt, sườn thì thơm ngon đậm đà. Hơn nữa, củ sen làm cho tôi ngon giấc hơn. Hôm nay tôi gọi điện đến chương trình và nhờ chương trình hướng dẫn thêm một món ngon từ củ sen. Tôi cảm ơn chương trình rất nhiều. À, hay quá. Vậy là hôm nay ăn xong món này của cô Thảo là về em cũng muốn ăn luôn. Đúng rồi, và hôm nay cô đã chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện một món từ củ sen và kết hợp chung với lại một cái loại gia vị cũng rất là đặc biệt nữa, đó là tương hột. Ồ, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có món gì ạ? Hôm nay quý vị khán giả sẽ cùng với Minh Châu và Diệu Thảo vào bếp để thực hiện món thịt kho củ sen tương hột. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 150g củ sen, 200g thịt đùi chọn loại đầu rồng, hành lá, chanh, ớt, khoảng 70g tương hột, tỏi băm, hành băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Đầu tiên thì quý vị khán giả mua thịt đùi về rồi thì chúng ta sẽ cắt ra thành những miếng vừa ăn. Quý vị khán giả sẽ ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Sau đó thì chúng ta sẽ cho tỏi băm và hành băm vào khoảng một muỗng canh. Chúng ta trộn lên cho thật là đều nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sang đến phần củ sen. Quý vị khán giả sẽ chuẩn bị một cái tô lớn và chúng ta sẽ cắt một miếng chanh chúng ta vắt vào đó. Minh Châu biết để làm gì không nè? Dạ, để cho củ sen được trắng. Chính xác, là vì chúng ta đang chuẩn bị đến cái phần củ sen mà. Củ sen thì chúng ta sẽ sắc khoanh như thế này. Độ dày của củ sen á, khoảng chừng 3 ly đến 4 ly thôi là vừa. Phần hành lá thì chúng ta sẽ sắc khúc. Cho vào đây. Ớt hiểm thì chúng ta sẽ đập dập để cho nó thấm gia vị và nó có cái vị cay nhẹ nhẹ cho món kho. Dạ. Và bây giờ thì cô sẽ cắt cái phần ớt sừng này ra thành miếng nhỏ vừa ăn. Dạ. Khi mà chúng ta kho củ sen chung với thịt á, ngoài cái tác dụng là làm cho củ sen nó sẽ thấm vị nó ngon hơn, nó còn tạo nên cái sự độ bùi bùi của củ sen nè, và đồng thời nó giảm đi vị mặn vị chát của tương hột nữa. Ồ, vậy là nhờ cái củ sen kết hợp vào mà món ăn này nó sẽ hài hòa hơn đúng không cô? Chính xác nè. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta kho thịt với củ sen, thứ nhất làm cho món ăn thơm ngon hấp dẫn hơn. Tiếp theo là độ bùi, độ dẻo của củ sen sẽ làm cho món ăn ngon nè, và đồng thời làm giảm độ mặn cũng như độ chát của tương. Bây giờ thịt thì cũng đã thấm gia vị rồi. Dạ đúng. Cô sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta chuẩn bị để mà kho thịt. Nhắc mới nhớ cô ơi, tương á thì có nhiều loại tương lắm đúng không cô? Em không biết là tương thì làm từ đậu gì và mình mua như thế nào. Quý vị khán giả cũng lưu ý là khi chúng ta chọn tương để mà làm cái món kho đó thì chúng ta phải chọn tương nó có màu sáng nè, vị nhạt và có mùi thơm nữa, thì như vậy cái tương của chúng ta kho mới ngon. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta nên chọn loại tương sáng, có vị nhạt và có mùi thơm để giúp cho món ăn này trở nên hoàn hảo hơn. Và chúng ta sẽ làm gì đầu tiên? Dạ cho dầu vô. À, cho dầu vô thì là đúng. Dạ. Cô sẽ cho đường vào. À, cô thắng caramel đúng không ạ? Chính xác. Cô sẽ cho vào khoảng chừng 2 muỗng cà phê đường. Chúng ta sẽ đảo đều phần đường này để cho đường nó bắt đầu nó nâu lại. Giai đoạn đó gọi là thắng caramel. Nước màu đã được rồi, chúng ta sẽ cho cái phần thịt vào. Và bây giờ em bật lửa lớn trở lại giúp cho cô đi. Cô ơi, hình như trong thịt cũng có nước, cho nên bây giờ nhìn cái nồi nước kho của mình có nhiều nước hơn hồi nãy đúng không cô? Đúng rồi, khi mà chúng ta xào một chút á, thì là cái phần nước ở trong thịt heo nó cũng sẽ tiết ra và nó làm cho cái nước màu kho của chúng ta nó hơi có cái độ sệt một chút xíu. Và bây giờ cô sẽ cho cái phần tương hột vào nè. Và đây là lý do là tại sao lúc nãy khi mà chúng ta ướp gia vị vào, quý vị khán giả thấy là chúng ta không sử dụng nước mắm ở trong đó, vì tương nó đã có độ mặn. Khi mà đã đảo tương đều và nước đã thật là sệt lại như thế này thì chúng ta lại tiếp tục cho củ sen vào đảo đều. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng chừng 2 chén nước nữa. Cô ơi, mình bỏ củ sen lúc nào cũng được đúng không cô? Đâu nhất thiết phải bỏ từ đầu đó. Chúng ta phải cho củ sen ngay khi mà chúng ta cho thịt vào đảo đó. Không những giúp cho củ sen nó chín kỹ nè, nó còn thấm vị và nó tăng cái độ bùi và dẻo của củ sen nữa. Nước đã bắt đầu sệt lại rồi thì quý vị khán giả sẽ cho hết cái phần
ớt sừng với lại hành lá vào một lần nữa và chúng ta nấu cho sôi lên trở lại. Như vậy là món ăn của chúng ta hoàn tất. Dạ. Bây giờ thì cô sẽ múc cái phần thịt này ra, bày ra dĩa. Trang trí thêm với lại một cọng hành và một cái nhánh ngò nhỏ như thế này. Và bây giờ là đến phần của Minh Châu. Rồi, đây đũa của em. Dạ, em cảm ơn cô. Hồi nãy cô Thảo quảng cáo còn bị thiếu. Thì củ sen nó còn có một chút giòn giòn ở trong nữa. Đúng không ạ? Khi mà củ sen nó giòn giòn như vậy, nó làm cho chúng ta ăn cảm thấy thích thú hơn. Và đặc biệt là với cái độ sánh nhẹ của nước kho nè, cộng với vị đậm đà, mùi thơm đặc trưng của tương, thì chúng ta sẽ ăn được rất là nhiều cơm. Và chắc chắn là quý vị khán giả vẫn còn nhớ cách liên lạc quen thuộc của chúng tôi đúng không ạ? Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị đã bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay hoặc là quý vị còn muốn ghi chép rõ hơn nữa về công thức thì quý vị hãy lên trang web mongonmỗingay.com sẽ có tất cả những thông tin mà quý vị mong muốn. Hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Một món kho đậm đà, màu sắc hài hòa và hương vị thơm ngon chắc chắn sẽ giúp cho quý vị ghi điểm với những người thân yêu của mình. Hãy thực hiện món ăn này ngay quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.